nhạc tay lê đất bảo hòa niềm vui phong nguyệt nó đó là thất tiên. Dường núi ngọc à lưng đồi chim hót xung quanh đầu đa bọc thớt cao sáng trăng thanh trăng thanh anh ngoạn cảnh chơi vườn đào thấy vầng trăng khuyết ba sao giữa rời đền bảo hà là nơi thắng tích nghi sinh thời, sinh thời làm tướng chung chung mơ. We'll be right back.
nghiêm và bình pha lê thay vân mộng chén xích vi ca cù pha cha pha trà liên tử tâm chuốc chén nô lòng tính tay tiên chuốc nga chén chầu lòng tay cô nâng bình ngọc các bạn thiên dâng ông chén trà tiên thương kim bát ni chầu lòng nghi tiên nó thương kim bát ni mẫu đơn long tùng các vị thừa đạt sức quan hoàng tổ nghi sơn hồng đà chúa chén quyến na mời kinh hương mỹ vị ngọt bùi á chân đi sơn lâm mê chân bảo hà diện mạo hương hào tươi vẻ ngọc dung mỹ tươi tốt khác nào khi vui thúc kim siêu hoàng đồng ngồi nghe đàn hát nhà thu huê viết đi bước ẩm mơ cha nước tiếng xanh thơ ông đi cứu dân dân lê phù quốc phúc lộc đắng hà xa nhân lại lên đất hà bảo đến người phong nguyệt đó là tiên cảnh thần tiên sáng ngó sáng có lưu phạt tiên cảnh thần tiên trên bảo hà tiên cảnh thần tiên trên bảo là người dày phúc đi đưa vào trong bản đền đấy sáng ngô điều thà đấy bản đền đấy để bác ghế ông ngô đây trong bản đền đây để bác ghế ông ngô lưng lưng a du sách đi a
nghìn ba nghìn, nghìn ba nghìn, một ngày cũng là mà đệ tử ý à, thực là duyên, là duyên lấy nhiều nợ nhiều, sáng sáng điều phàn duyên, thực là duyên lấy nợ nhiều. Sang xa đừng nghĩ hồ, xa nước xa tàu tin yêu nàng cả thì vào phó nước xa tàu, thế là vừa ý ông bày gật đầu vô cùng ban khét nà. Dâng ngọc thuốc ngang con nàng đã đi vào dâng hộp thuốc ngang, thế là vừa ý ông bày hoàng trốn sơn na lâm. Ngọn đèn cô khéo sáng tỏ, tay ông cầm thuốc ngân nhu mì, dâng hoàng một con ngựa xám để ông bày đi chấm đồng. Này khúc đàn thông có nàng bậy, này khúc đàn thông miệng cá tay này mà đàn ngũ ngâm nghe siêu xa. Tuyên cô nàng tam dâm mi chiếc lược là đôi tay cô trải chuốt trông thường khéo thay à. Yêu điều ái tay tiên cô nàng chín điều áng tay ngày ngày cô chín theo một đôi giày để hầu ông. Múa lượn bài bông tim cô nàng người thì múa lượn bài bông nghi, nửa đêm vào canh ba giờ tí cô xách đèn lồng cô bước ngơ xa. Tên cô mời một đô vào dài chiếu chia bài, còn cô mời một đô vào dài chiếu chia bài, tổ tôm cùng là mày đánh chắn đố ai thắng được. Tin có mười hai là cô bé tân nàn, rõ ràng mười hai cô tố nữ phò giá đôi bên ông bầy hạ, đôi bên ông phó giả ngờ.